Thùy Dương xin kính chào toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn thể quý vị nha. Hiện tại ở bên Na Uy là 12 giờ 58 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024. Bữa hôm nay Thùy Dương sẽ trò chuyện trực tiếp cùng với chú Quân để nói về những cái vấn đề thời sự ngày hôm nay trong xã hội Việt Nam. Thì mấy ngày hôm nay đó có nhiều dư luận đồn đoán rằng là ồ sao thấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ vui vẻ và lúc nào cũng có vẻ giống như là gần gũi thân thiết với lại tân tổng bí thư Tô Lâm. Vậy thì cái tình hình Việt Nam nó sẽ diễn biến theo cái chiều hướng nào? Mình cũng thắc mắc, ủa sao ông Tô Lâm mà có vẻ giống như thân thiết và vui vẻ khi có ông Nguyễn Tấn Dũng kề bên và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy. Thế thì ngày hôm nay thì chú Quân sẽ chia sẻ một số cái vấn đề bí mật hậu trường cho chúng ta ha. Biết đâu quý anh chị, những cái anh chị em mà yêu thương Thùy Dương, biết đâu năm sau mình sẽ, Thùy Dương sẽ về rồi hợp fan làm sao, đúng không? Rồi chú Quân cũng về cùng với lại Thùy Dương nữa. À, con chào chú Quân nha. Chào Thùy Dương, chào tất cả quý anh chị em và chào các cháu. Ok, mạnh giỏi hết. Ok. Dạ, các cháu mạnh giỏi, bà con mạnh giỏi phải không? Bà con nghe tiếng chú Quân rõ phải không? Nếu mà bà con nghe tiếng của chú Quân lẫn Thùy Dương rõ thì quý vị cho Thùy Dương con số 1. Hôm nay chú Quân đẹp trai hiếm. Cảm ơn nhiều lắm. Ok. Cái lời khen này bữa nào có dịp qua Paris chú mời uống cà phê. Ok. Rồi, dạ trời ơi, chú Quân với bác Minh mỗi lần lên diễn đàn cái là có một cái nét đẹp rực rỡ, cái nét đẹp mà không ai có thể cưỡng lại được. Bác chú Quân ơi. Chú Quân ơi, theo cái tình hình ngày hôm nay thì con nghĩ rằng là chắc mình mua vé máy bay từ từ được rồi hả chú Quân? Tại vì thấy cái tình hình hôm nay có vẻ theo như chú Quân phân tích cho con nghe thì có vẻ nó cũng hơi vui vui phải không? Nhưng mà theo chú Quân nhận định thì nó là sao? Nó trong cái chiều hướng có vẻ hy vọng nhiều hơn. Cách đây mấy chục năm mình cảm thấy mình tuyệt vọng. Nhưng mà nhìn cái tình hình bây giờ mình thấy nó có một cái tia sáng nó lé lên. Mình thấy được cái đó. Thành thử hôm nay... ở đây có phải là chú Quân thông báo một nguồn tin gì mà ở đây chú Quân nhìn ra cái tình hình rồi phân tích cái tình hình đó. Mình phân tích thôi, chỉ là phân tích thôi, chứ có nói vấn đề là nguồn tin này tôi lấy từ đâu không. Công việc của chú Quân là phân tích tình hình, từ đó mình tìm ra những diễn biến của nước Việt Nam nó xảy ra bên trong Đảng Cộng sản, đằng sau lưng phía Cộng sản, tức là những cái gì phía sau lưng đó chúng ta phân tích đó, xảy ra. Yeah, ok. Dạ, trước khi mà chú Quân phân tích vào cái nội dung chính ngày hôm nay nói về ông Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng thì quý anh chị, các bạn trẻ cho Thùy Dương hỏi một câu nha. Quý vị ghi thật lòng nha, làm cho chú Quân hết hồn cái nè. Quý vị thấy chú Quân có hiền không? Giọng nói của chú Quân khi mà các bạn mà nghe ban đêm đó, các bạn mở video lên mà có chú Quân nói á, cái giọng nói ru ru, cái giọng nói mà ngọt ngào, nó có làm cho quý vị nghe dễ ngủ không? Ở trong Việt Nam là nhiều người bị thiếu ngủ lắm phải không? Cái giọng chú Quân phải nghe, nhắm mắt lại mà nghe nó rất là gì? Nó dịu dàng, nó ngọt ngào, nó dễ đưa mình vào giấc ngủ đúng không? Các bạn bình luận xuống nha. Trời ơi, chú Quân ngày hôm nay con cảm giác được là fan của con đó chú Quân, mê chú Quân hơn con luôn. Tại sao mà chú Quân... Cảm ơn. Ok. Bây giờ chú Quân chơi trình bày được chưa? Không, các bạn nói gì, chú Quân hiền lắm luôn nè, đó, chú Quân hiền lắm luôn, đó, thấy không? Hoàng Lê nói hiền chị, đó, rồi Phạm Phu Tử nói là nghe giọng của chú Quân á, nằm ngủ phê lắm. Chú Quân cảm ơn nhiều lắm nha, ok. Gần như đa số nói là chú Quân rất là hiền, vậy mà 50 năm nay, một con người như thế này đây bị mang tiếng là cái gì quý vị? Phản động, lưu vong, lũ... bán nước, lũ ba que đó, quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ con trả lại diễn đàn cho chú Quân. Bạn trẻ mê chú Quân quá, con không dám cướp diễn đàn của chú Quân, con mời chú Quân. Chú Quân trình bày như thế này nha. Chú Quân đi từng tự, từng năm một thì nó mới ra được cái hậu trường. Cách đây 3-4 tuần lễ chú Quân có nói trước là cái cuộc thay đổi ở Việt Nam đó, ông Tô Lâm đó, ông nắm cái chính quyền, tức là nắm chính quyền tuyệt đối, đằng sau lưng đó có ông Nguyễn Tấn Dũng. Cách đây 3-4 tuần chú có nói điều đó, bây giờ nó đã xảy ra. Tại sao chú nói gần đúng như vậy? Là tại nhờ các phân tích chứ không phải là nhờ nguồn tin gì hết. Thì hôm nay chú Quân phân tích tiếp cái tình hình nước Việt Nam trong những ngày sắp tới nó diễn biến như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy
Trước nhất đó, cái tình hình nước Việt Nam nó rối loạn ở chỗ là mãnh lực đồng tiền nó tấn công đảng Cộng sản, sức mạnh của quyền lực tranh giành trong nội bộ đảng tấn công đảng Cộng sản. Cái này mới quan trọng hơn, cái mối tư thù giữa đảng cán bộ và cán bộ đã trường kỳ thanh toán với nhau từ ngày lập đảng cho tới thời kỳ lúc mà ông Hồ Chí Minh và phe của Lê Dũng cũng đã thanh toán đẫm máu trong đó rồi. Sau năm 1975, chúng ta tưởng rằng cái đảng Cộng sản đoàn kết và tiếp tục cai trị nước Việt Nam, chúng ta sai lầm. Bên ngoài họ bỏ tù dân chúng thành một nhà tù lớn và trả thù nước Việt Nam, trả thù người miền Nam, những kẻ thua trận, trả thù luôn cái người dân của miền Nam nữa. Tuy nhiên cùng một lúc đó, chính họ gieo oán thù ở trong lòng đảng. Cái gieo oán thù này, như chú nói là vì sức mạnh đồng tiền cần làm giàu gấp, thứ hai cần có cái quyền chức, tức là có quyền bính nắp trong tay. Bây giờ trước trước cái nguyên nhân mà đưa đến cái tình trạng ông Nguyễn Phú Trọng trước khi chết mà Tô Lâm lấn quyền và đã tiến quyền được, bắt nguồn từ cái chỗ trả thù, mà cái mối thù này phải thanh toán cho bằng được đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Khởi đầu từ cái chỗ là trước nhất đó, cái thời kỳ đó, đó là cái thời kỳ Thượng tướng Lê Minh Hương làm Bộ trưởng Công an. Mà trước Lê Minh Hương đã là Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, rồi sau Lê Minh Hương đó là Đại tướng Lê Hồng Anh, là cái người miền Nam duy nhất mà làm Đại tướng đó. Bộ trưởng Công an, ông Đại tướng Lê Hồng Anh này đó là cái ông Đại tướng Nam Kỳ. Ông này không bao giờ mê tân nhạc mà suốt ngày cứ mở giọng cổ, 6 câu giọng cổ nghe từ sáng tới chiều. Bị dân Nam Kỳ mà nó thích nghe cậu nghe giọng cổ lắm. Thì trong cái thời gian này có một ông thứ trưởng cũng thượng tướng. Ông thượng tướng này tên là Nguyễn Văn Hưởng. Thì ổng là có một thời kỳ ổng làm tổng cục an ninh. Thì trong cái thời gian mà năm cái niên khóa mà khóa 10 đó, tức là khoảng năm 2010 đó, thì nó xảy ra một cuộc tranh chấp trong nội bộ đảng, tranh giành quyền bính trong nội bộ đảng, mà ông Nguyễn Văn Hưởng này đó lại là phe của Nguyễn Tấn Dũng, mà Nguyễn Văn Hưởng đó là lại là chỉ huy của ông Tô Lâm, người nâng đỡ Tô Lâm vào, nâng nghĩa là thăng chức thăng cấp bậc cho Tô Lâm. Và ông Nguyễn Văn Hưởng rất thương ông Tô Lâm, ngược lại Tô Lâm cũng rất được lòng ông Nguyễn Tấn Dũng. Mỗi lần ông Nguyễn Tấn Dũng đi xuất ngoại đâu đó đều có đại tá Tô Lâm đi theo Nguyễn Tấn Dũng. Đó là cái thời kỳ đó. Thì trong cái thời gian đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã nằm trong chính trị bộ rồi. Ông nằm trong chính trị bộ mà Nguyễn Tấn Dũng muốn nắm lên, xin lỗi, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm cái quyền, muốn nắm cái chức tổng bí thư, thì lần lần cấu kết những cái bè phái của mình, phe phái của mình, để mà sau khi nông đức mạnh đi rồi thì mà mãn nhiệm kỳ rồi thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lên nắm tổng bí thư. Muốn như vậy thì phải chuẩn bị di cánh, phe cánh, đúng hay chúng là bè phái thì đúng hơn. Thì ông Nguyễn Phú Trọng kết bè kết phái với nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh mà loại bỏ tất cả những cái phe Nam Kỳ và phe Hưng Yên. Đó là câu chuyện nó xảy ra vậy. Thì trong thời gian đó, đó ông Nguyễn Văn Hưởng nó ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Nguyễn Phú Trọng không thích, cho nên tìm mọi cách với tư cách là chính trị bộ loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra, đuổi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu sớm. Đó là Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng này là một trong những cái từ những người thứ trưởng công an lúc đó rất là, dùng cái chữ như vậy, rất là độc ác, rất là hiểm, chứ không vừa đâu. Ông Nguyễn Văn Hưởng này, ông này lúc mà ông làm thứ trưởng đó thì ông bắt những người mà chống đối lại đảng Cộng sản Việt Nam hay là hoạt động có tính cách phản kháng thôi chứ không phải là chống đối, thì chính ông là người tống giam Lê Công Định hay là Trần Quỳnh Di Thức gì đó. Cái thời đó là thời ông tống giam đó, là ông Nguyễn Văn Hưởng. Có một điều đặc biệt gì, ông Nguyễn Văn Hưởng lại có dính líu với Vinasin. Vinasin là công ty đóng tàu ngày xưa đó, Vinasin. Thì Dương Chí Dũng
bị dính cái đó mới chạy trốn qua bên Campuchia, rồi sau bị bắt về. Thì cái người em của Dương Chí Dũng là Dương Tử Cộng, đại tá công an Dương Tử Cộng che chở cho người anh này trốn qua Campuchia, trong đó có liên hệ với thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, mà Phạm Quý Ngọ dính líu số tiền ăn hối lộ đó, gặp liên hệ đến nhiều người nữa. Thường thường trong hệ thống cộng sản đó không phải tham nhũng một người được, mà phải liên hệ nhiều người với nhau. Phạm Quý Ngọ chết vì bệnh lạ ở trong nhà tù. Thì ông Nguyễn Văn Hưởng này có can dự, hình như là có hội viên trong cái, tức là một cái phần hồn gì trong đó, trong Vinashin đó, thành thử ra ông bị cách chức. Tuy nhiên năm 1911 đó, trong khoảng thời gian đó đó, từ năm 900, xin lỗi, 2010, 2011, 12 đó, ông Nguyễn Văn Hưởng có 6 lần đi qua Thái Lan gặp các viên chức Hoa Kỳ, tức là 6 lần gặp đó, chứ không phải là ít đâu, 6 lần gặp các viên chức Hoa Kỳ. Và người ta thâu được, âm thanh được, thâu được đó, trong cái cuộc họp đó đó của các viên chức Hoa Kỳ đó, thì ông Nguyễn Văn Hưởng này phiền trách Hoa Kỳ, hay đúng hơn là yêu cầu Hoa Kỳ phải đứng về phía Việt Nam, binh vực Việt Nam trong vấn đề tàu tranh chấp Biển Đông, tàu cướp cái Biển Đông. Đó là cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng, xin lỗi, ông Nguyễn Văn Hưởng nói với phái đoàn Hoa Kỳ. Vậy chúng ta phải hiểu phái đoàn Hoa Kỳ là ai, là thành phần nào mà gọi là phái đoàn Hoa Kỳ. Thường thường các viên chức Hoa Kỳ mà làm trong tòa đại sứ đó, là muốn gặp đó là phải gặp trong tòa đại sứ, đó là công chức tổng lãnh sự, các viên chức Hoa Kỳ thì phải gặp là trong tòa đại sứ. Còn nếu gặp bên ngoài tòa đại sứ, bất cứ địa điểm nào, quán ăn hay cà phê gặp nói riêng đó, thì không phải viên chức Hoa Kỳ, cái đó là CIA chứ không phải là FBI. Tại vì FBI chỉ được có quyền hoạt động trên đất Mỹ, trong nội địa đất Mỹ. CIA không có quyền hoạt động trong đất Mỹ. Còn bên ngoài đất Mỹ, trên toàn thế giới thì CIA hoạt động. Vậy thì các viên chức đó mình phải hiểu đó là CIA. Ông Nguyễn Nhật Hưởng có gặp. Đảng bắt lỗi cái đó. Ông Nguyễn Phú Trọng vận động các chính trị bộ, lúc trong Phú Trọng chưa nắm quyền, cất chức ông Nguyễn Nhật Hưởng năm 2013. Đó là cái trường hợp, đó là Nguyễn Nhân Hưởng. Thôi cái đó là không có gì để mà mối thù hết, nhưng mối thù chỗ này. Sau khi cất chức Nguyễn Nhân Hưởng, Nguyễn Phú Trọng trả thù luôn trên đứa con của Nguyễn Nhân Hưởng, đó là Nguyễn Duy Linh, đó là đại tá. Thì Nguyễn Duy Linh không có tội gì hết, thực sự nó không có tham nhũng gì hết á, nhưng mà trung tướng Nguyễn Văn Vệ, lúc đó cũng là thứ trưởng tổng cục công an gì đó, là đệ tử ruột của ông Nguyễn Phú Trọng, đánh Nguyễn Duy Linh này có 2 đêm thôi, chích điện 2 đêm, Nguyễn Duy Linh này khai ra là vũ nhôm tham nhũng Nguyễn Duy Linh đó. Trong cái cộng sản đó, đừng nghĩ là họ tra tấn cái người mà phản đối đâu, ngay cả cái người của họ cũng vẫn đánh cho tới chết như thường, khi mà không phải phe phái của họ. Nghĩa là cái Nguyễn Duy Linh này, con của Nguyễn Văn Hưởng, mà Nguyễn Văn Hưởng là đồng minh với ông Nguyễn Tấn Dũng, vậy thì là kẻ thù của ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Duy Linh bị kết án 14 năm tù. Trong thời gian đứa con ngồi tù mà ông Nguyễn Văn Hưởng có một thằng con trai duy nhất thôi. Cái mối thù này Nguyễn Văn Hưởng thề trước khi chết sẽ trả thù. Nguyễn Văn Hưởng sinh 1946, năm nay còn sống. Thành thử ra trong bao nhiêu năm nay ông cấu kết với Nguyễn Tấn Dũng đó, cái câu chuyện nằm chỗ đó, cấu kết với Nguyễn Tấn Dũng. Mà Tô Lâm là người mà Nguyễn Tấn Dũng kêu là quý thứ công nhận, Nguyễn ông Nguyễn Tấn Dũng đó nâng đỡ Tô Lâm rất nhiều, mà bây giờ mới nhìn ra đó, dù Tô Lâm là một tên một xin lỗi một tổng trưởng công an từng bắt nhiều người đi nữa, nhưng mà đứng trên cái cách xử sự đó, hiện giờ người ta lấy thấy ra đó, Tô Lâm cũng có một chút tình nghĩa nể ông thầy cũ. Bằng chứng là ông Lê Minh Hương có 3 đứa con là Lê Minh Hùng, Lê Minh Hà, Lê Minh Hưng đều do Tô Lâm nâng đỡ hết. Bây giờ thì ông Tô Lâm này quyết định tìm mọi cách để thả Nguyễn, con của Nguyễn Nhân Hưởng ra, là Nguyễn Duy Linh, sớm muộn gì phải ra để trả cái ơn đó.
cái mà người ta nhìn thấy nó lộ liễu ra trong mấy ngày nay đó, đi đi khánh thành tức là đi các cuộc lễ đó, luôn luôn có Nguyễn Tấn Dũng sát cánh bên Tô Lâm. Nhưng mà mỗi lần sát cánh như vậy đó, người ta phân tích ra người ta thấy đó, ông Tô Lâm có vẻ kính trọng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đang là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, tức là một nhà vua của Việt Nam giờ đó, nhưng mà vẫn nể ông thầy cũ, vẫn kính trọng thầy cũ. Năm 2013 đã có công cuộc đó rồi, tới năm 2010 đã có tư thù lẫn nhau rồi, thanh toán lẫn nhau rồi. Năm 2016 là cái năm mà ông Nguyễn Phú Trọng đảo chánh Nguyễn Tấn Dũng và khép Nguyễn Tấn Dũng vào cái chỗ là thân 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 mỹ. Cái đó là cái mà bộ chính trị họ rất sợ cái đó. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng với cái điều kiện là tôi trở về làm nghỉ hưu, đừng đụng tới con cái tôi, hai mấy đứa con của tôi, đó là điều kiện. Thì Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà trong lời người cộng sản với cộng sản hứa với nhau không bao giờ tin tưởng nhau đâu. Thì trong thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm người tử tế thì Nguyễn Tấn Dũng dẫn móc nối Tô Lâm, và chính Nguyễn Tấn Dũng dẫn động cho Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng. Thật ra bây giờ đó, ông Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian qua đó, Tô Lâm cũng muốn dứt điểm Phạm Minh Chính luôn để dọn sạch, để đưa tất cả cái phe Hưng Yên của mình vô. Nhưng trở ngại là ông Phạm Minh Chính lại là tay trái của ông Nguyễn Tấn Dũng, nó còn lưỡng lự cái chỗ đó. Thì bây giờ đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đứng giữa dung hòa, có thể là Phạm Minh Chính tiếp tục làm thủ tướng một thời gian nào đó chứ chưa bị loại trừ, chưa bị thanh trừ. Bây giờ chúng ta trở lại cái mối tư thù đó mà Nguyễn Phú Trọng đó đã làm nhiều cái tư thù, làm nhiều mối thù lắm, bỏ tù Hoàng Công Hải, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, nhiều nữa, bỏ tù nhiều nữa. Hả, cái gì của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Phú Trọng bỏ tù từ 20 tới 30 năm trở lên. Thành thử cái sau lưng của Tô Lâm thì không phải mới đây, cũng đã từ 6-7 năm nay Nguyễn Tấn Dũng âm thầm và cùng Nguyễn Minh Hưởng, ông Nguyễn Hưởng, nghĩa là làm mọi cách lật đổ cho Nguyễn Phú Trọng. Thì Tô Lâm mới mới giả vờ trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng muốn bắt ai? Bắt những người nào mà Nguyễn Phú Trọng nghĩ rằng mình không sẽ đối thủ của mình trong tương lai này, hoặc có nguy hiểm cho mình, hoặc có hại cho mình. Cái phe đó, vì trong đó nó nhiều phe lắm, trong đảng cộng sản nó rất nhiều phe, nó 4-5 phe rồi chứ không phải một phe phái. Khoan, chú Quân cho con hỏi chút xíu. Nhớ cái chỗ là đảng cộng sản nó có nhiều phe phái nha chú Quân, vậy thì nó cũng có nhiều phe phái trong đó, vậy thì tại sao nó không đo đa đảng nên nó có dễ hơn, nó thoải mái hơn và nó an tâm hơn chứ chú Quân? Tại sao mà nó một đảng nó nhóm 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 làm gì, con không hiểu cái này. Chú Quân nói như thế này nè, chú nói cho con hiểu một chút nghe. Ok, đảng phái khác với phe phái. Đảng phái là tức là một cái đảng lập ra sẽ có tổ chức, có tổ chức, có lý thuyết, có đủ thứ hết thì mới gọi là đảng. Chẳng hạn bên Hoa Kỳ, ở bên Pháp, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, đảng Tự Do, đảng gì đó, cái đảng đó đó nó hoạt động chánh thức, nó được phép hoạt động, nó đối lập với cái đảng kia, nó không cùng chung một cái đảng. Còn cái này đó, nó chỉ hiến pháp, điều 4 hiến pháp nó ghi rõ là chỉ có một độc đảng thôi. Thì trong cái đảng đó đó, không phải cái người nào cũng đồng đồng lòng với cái mình đâu. Trong cái đảng đó đó, nó có từng nhóm, nó chia ra nhóm, ví dụ đi, nhóm thành phố Hồ Chí Minh không có nhóm, là nhóm Nam Kỳ đi, nhóm Hưng Yên, nhóm Nghệ An, rồi nhóm Nghệ An nó tạo thành ba bốn chục người, nó thành một phe, một phái, một bè trong một cái đảng, gọi là bè đảng. Thành thử nó là một đảng mà trong đó nó chia rẽ với nhau nhiều nhóm để giành ăn, để giành cái quyền chức, để nắm được tổng bí thư đảng. Nếu cái phe mình mà được lên tổng bí thư đảng đó thì họ sẽ bổ nhiệm cho mình vào những cái chức cao, quyền cao chức trọng. Quyền cao chức trọng thì mới có ăn hối lộ nhiều, mới có tiền nhiều, là như vậy.
đó là phe nhóm. Ok nghe rồi, cho hiểu rồi phải không? Rồi Dạ. chúng chúng đang cho hiểu. Ok. Ủa nãy nói tới đâu quên rồi, Nó nói tới phe đăng nhóm. bán Dạ phe đúng rồi. nhóm. Ngoài cái vấn đề mà trả thù với nhau thì những cái phe mà bị ở tù đó thì cái người ở ngoài đó nó vận động bằng mọi cách lật đổ cho Nguyễn Phú Trọng. Thì trước đó đó phe Nông Đức Mạnh lên thanh toán của phe Lê Khả Phiêu cất chức hết, nghĩa là ngày hôm qua ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm những ai thì ngày hôm nay Tô Lâm đuổi đi hết, thanh trừng loại ra hết. Có một lần ông Nguyễn Phú Trọng chính thức và thông báo rằng Trần Quốc Dượng sẽ là nối nghiệp của ông. Nhưng mà sau đó Trần Quốc Dượng có làm điều gì không đúng đó, không dự ý đó, rồi Trần Quốc Dượng bệnh luôn, bệnh luôn. Mà bệnh cái trong đó thường thường là bệnh lạ không à, chứ không có bệnh gì rõ ràng hết á. Rồi mất tiêu Trần Quốc Dượng. Thì ông Nguyễn Phú Trọng mới đưa những người kế vị của mình thời gian năm 2015 đã, xin lỗi, năm 2017, 16, 17 đã đưa những người kế vị rồi. Thì những người kế vị đó đó người ta nhắm trước là Võ Văn Thưởng rồi Dương Đình Huệ. Có một lúc người ta, ông Nguyễn Phú Trọng đó còn nhắm tới một người nữa mà bây giờ cái người đó đó tính đưa lên nhưng mà rồi mất tiêu luôn, và nuôi cái người đó để mong rằng sao kế vị mình, đó là Nguyễn Bá Thanh. Rồi Nguyễn Bá Thanh cũng chết vì cái bệnh lạ. Mà trong cái chết của Nguyễn Bá Thanh đó thì ngày hôm nay người ta tìm hiểu ra có Nguyễn Xuân Phúc dính líu trong đó nữa, là cái chết Nguyễn Bá Thanh. Cái vụ bắt nhốt Nguyễn Duy Linh con của Nguyễn Văn Hưởng đó cũng chính Nguyễn Xuân Phúc ký tên đưa cho Trung tá Nguyễn Văn Vệ bắt Nguyễn Duy Linh, đó cũng là mối thù. Một chút nữa chú sẽ nhìn phân tích cái tình trạng về Nguyễn Xuân Phúc trong tương lai của ông sao. Thì trong những năm qua đó Nguyễn Tấn Dũng soạn thảo sẵn cái kế hoạch cô lập Nguyễn Phú Trọng từ từ chứ không phải là một sớm một chiều được, loại dần dần bất cứ thành phần nào mà ông Tô Dũng nghĩ rằng cản cái bước đường mình đi đó thì phải loại ra cho hết bằng được. Thì thời gian qua đó người ta thấy như thế này, người ta thấy rằng tại sao lại Tô Lâm nhấn thanh toán một cách nhanh chóng những cái phe mà Nghệ An, Hà Tĩnh loại ra cho bằng được. Bây giờ thì còn tàn dư một vài số người Nghệ An, Hà Tĩnh mà trong tương lai Tô Lâm sẽ loại ra luôn. Rồi ông đưa tất cả những người quê quán Hưng Yên của ông vô thế chỗ. Cái mà ông Nguyễn, xin lỗi, ông Nguyễn Tấn Dũng khi ra đi đó, ông có để lại cho bên quân đội gần 200 tướng lãnh, quân đội hiện nay là 300 ba mấy tướng lãnh, mà trên 200 tướng lãnh đó đều do Nguyễn Tấn Dũng gánh lo thăng cấp thiếu tướng. Khi ra đi Nguyễn Tấn Dũng cũng để lên Bộ Công an gần 300 tướng lãnh do Nguyễn Tấn Dũng gánh lo, kể cả cái lon thiếu tướng của Tô Lâm của Nguyễn Tấn Dũng gắn cho. Thành thử ra trong cái hàng ngũ công an và bộ đội đều là người của Nguyễn Tấn Dũng đa số, nhiều hơn là của Nguyễn Phú Trọng. Kể cả đại tướng Phan Văn Giang bây giờ mà Tô Lâm muốn thanh toán cũng là người của Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên ông Nguyễn Tấn Dũng có can gián. Thành thử đó tới ngày hôm nay Tô Lâm chưa rớ tới đại tướng Phan Văn Giang. Đúng ra cái chức bộ trưởng quốc phòng đó cách đây một tuần lễ là trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Hoàng Xuân Chiến là người Hưng Yên với ông Tô Lâm, nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng cũng có can gián là cứ để đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta nói rõ từ từ để nhìn một cái hình ảnh, cái hình ảnh mà đi đâu xuất hiện mấy bữa nay ông Tô Dũng được, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đều có mặt. Cái ngày mà dự đám tang của ông Nguyễn Phú Trọng thì có hai người mỉm cười một cách bí hiểm,
và kính đạo. Đó là Nguyễn Tấn Dũng. Người thứ nhì là Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, cũng là đệ tử Nguyễn Tấn Dũng luôn. Vậy thì chúng ta mới nhìn thấy rằng cái ban soạn, cái soạn thảo kế hoạch này không phải riêng Nguyễn Tấn Dũng, mà cả một ủy ban di cánh Nguyễn Tấn Dũng soạn xong trong mấy năm qua, đạo diễn cho Tô Lâm làm những công việc từ từ. Thí dụ như ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt người của Nguyễn Tấn Dũng, thì Tô Lâm cũng làm vậy, nhưng mà bắt luôn người của Nguyễn Phú Trọng, nhốt luôn. Ông Nguyễn Phú Trọng ú ớ. Có một lần ông Nguyễn Phú Trọng vào Rạch Giá để tìm mọi cách bắt Nguyễn Thanh Nghị và bắt Nguyễn Tấn Dũng. Trong lòng Nguyễn Phú Trọng trước khi nhắm mắt vẫn căm hận Nguyễn Tấn Dũng. Làm sao? Hận là gì? Không bỏ tù được Nguyễn Tấn Dũng. Thường thường ông Nguyễn Phú Trọng đi đâu đó thì từ cái ghế ngồi, từ cái ly nước uống, từ cái micro nói chuyện đều do cái cục bảo vệ an ninh của ông Nguyễn Phú Trọng. Mà trong cái cục bảo vệ an ninh Nguyễn Phú Trọng đó lại có những người của Tô Lâm bảo vệ trong đó. Tại vì ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng ông Tô Lâm rất nhiều, cho nên chính ông Trọng gắn cho Tô Lâm cái chức đại tướng. Không ngờ rằng trong cái buổi đó vô Rạch Giá, và sự thật đó ông Nguyễn Phú Trọng đâu cần vô Rạch Giá để làm gì, thì khi nói chuyện buổi sáng đó trong nửa tiếng đồng hồ thì Nguyễn Phú Trọng đứt gương mặt. Đúng ra công cụ cứu cấp đó, thường thường mà đứt gân máu đó, mà gọi là tai biến mạch máu não đó, nó chỉ có 45 phút cứu cấp thôi. Có thể chở tới bệnh viện Rạch Giá. Ủa sao chú Quân dùng cứu cấp mà không phải là cấp cứu? Cấp cứu mới đúng chứ chú Quân. Không. Tiếng Việt Nam không có đảo ngược gì được. Chữ cứu là cứu người, cứu trợ. Chữ cấp là khẩn cấp. Nếu chúng ta đảo ngược là cấp cứu, không đúng. Tại vì thứ nhất là cái âm của nó đó, nó không đúng cái nghĩa. Thứ hai là ghép lại hai cái chữ đó, phải ghép cho đúng cái âm. Thứ hai là đúng cái nghĩa. Rồi, bây giờ đó, bữa nào chú Quân giải thích cái chữ cứu cấp cho đây. Cứu cấp nè, cứu nguy nè, cứu trợ nè, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Chứ không ai nói là nạn cứu được hết. Ok. Khi mà người ta sắp xếp được cái cuộc, dàn xếp được rồi, loại trừ ra từ từ hết, thì bây giờ người ta loại trừ ra ba cái. Ba cái này mới quan trọng. Tất cả những đại công ty buôn bán vừa qua, nghĩa là những công ty mà vô tù hết đó, sập tiệm hết đó, kể cả Trương Mỹ Lan, trong những công ty đó có dính líu tới Nguyễn Xuân Phúc phân nửa. Trương ông hình như ông Phúc có nhận tiền, số tiền với bà Trương Mỹ Lan rất nhiều, có thể 100-200 triệu. Còn cái chuyện mà Việt Á đó, ông Phúc kiếm được 200-300 triệu. Rồi kể cả mà di tản mà người Việt mà lúc mà Covid, bệnh Covid-19 đó, ông Phúc cũng kiếm 100-200 triệu. Số tiền quá lớn, nhiều quá, chứ không phải lơ mơ đâu. Thì chút xíu nữa chú Quân nói về Nguyễn Xuân Phúc sao. Giờ chú Quân nói về Nguyễn, vai trò của Nguyễn Tấn Dũng và vai trò của Tô Lâm. Mà chú nói đây không phải là trình bày có tính cách bản tin, không phải vậy, mà phân tích thôi. Rồi chúng ta mới nhìn ra. Trong những đại công ty đó, đa số bị bắt, nào là Thịnh Phát gì đó đủ thứ hết, vô tù hết, tịch biên tài sản hết. Người ta thanh toán cái điều đó có bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng. Tại vì trước đó đó, những công ty mà thân tín của Nguyễn Tấn Dũng đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho vô tù hết. Rồi sau này những công ty phát đạt lên đó,
dựa vào, tại vì tất cả công ty Việt Nam làm ăn đó phải có tướng lãnh công an che chở, phải có cán bộ cao cấp che chở, ngay cả cái tiệm bán nước mía bên lề đường cũng có phải tổ dân phố che chở hoặc công an khu vực che chở thì mới có quyền bán nha. Mình phải hiểu như vậy. Còn cái này đại công ty nó thâu một tháng vô 10 triệu, 5 triệu, 20 triệu đô, thí dụ vậy, nó lớn quá thì phải các cấp bộ chính trị bộ lớn lên. Vậy thì có bàn tay ông Nguyễn Xuân Phúc trong đó. Đó, cái câu chuyện đó là chỗ đó có bàn tay Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà rồi lý do mà tại sao người ta đánh mạnh, đánh gục ông cái những công ty đó hết, ông Nguyễn Xuân Phúc từng nuôi tham vọng làm tổng bí thư thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cái trình độ học vấn Nguyễn Xuân Phúc đó hình như là chưa đến tới tiểu học, thành thử nó lộ liễu là cái ý đồ mình. Ông Nguyễn Phú Trọng thấy cái đó và Tô Lâm cũng nhìn thấy cái đó, cho nên họ hạ gục tất cả những đại công ty hết, thành thử làm ăn. Đây là một bằng chứng những Nhưng công ty nào mà của Nguyễn Phú Trọng đó là Nguyễn Phú Trọng không hạ. Có ai hạ được công ty của Phạm Nhật Vượng Vinfast không? Không. Cái đó là của Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu đó. Nhưng mà rồi mai mốt coi chừng Phạm Nhật Vượng sẽ tới bây giờ. Khi mà cái người che chở mình, cái cánh dù nó sập xuống thì không còn nữa. Rồi mai mốt sẽ tới Nguyễn. Bởi vì có người em là Phạm Nhật Vũ tham nhũng tống tiền mà tù có 3 năm đi ra liền. Trong khi Nguyễn Duy Linh con Nguyễn Văn Hưởng nó đâu có phạm gì đâu mà giọng cho nó 14 năm tù. Bất cập tình nữ, nó nuôi nhiều cái mối thù trong đó. Chúng ta phải hiểu rằng Trương Mỹ Lan hay là nhiều công ty nữa đó vô tù đó là do giữa đảng với đảng thanh toán nhau, và những công ty này là những nạn nhân. Tại sao? Những công ty này muốn làm ăn phải chi tiền thật nhiều, không phải chi một người, chi một con tướng này, chi một cán bộ kia bao nhiêu triệu, tất cả. Sự thật đây các đại công ty chỉ ăn được 30% là nhiều, còn 70% là để dành hối lộ đó. Chúng ta phải hiểu như vậy mới sống được. Đó là về phần công ty, về phần thương mại, về phần kinh tế nó làm thiệt hại. Những đại công ty này sập thì nó kéo theo những tiểu công ty liên hệ những đại công ty này, những ngân hàng sập thì nó kéo theo những ngân hàng nhỏ sập. Vì lẽ đó hiện nay cứ mỗi tháng có trên 30.000 cơ sở thương mại gọi là tiểu thương đó đóng cửa tại Sài Gòn. Cái nữa là nó làm xáo trộn cho nền kinh tế. Những cái nước đại công ty mà vô đầu tư tại Việt Nam đó họ cũng nản, họ cũng rút lui ra lần lần. Cái đó thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam vô cùng, và thiệt hại cho công ăn việc làm của người Việt Nam vô cùng. Nhưng mà cái người cộng sản không để ý tới dân. Bằng chứng năm 1978 79 dân đói ăn bo bo, chứ còn đảng viên thì vẫn ăn thịt bò, vẫn ăn đồ cao lương mỹ vị như thường. Với người cộng sản và đảng viên cộng sản, dân chết mặc kệ, dân dân sống lầm lũi lầm than mặc kệ. Kinh tế mà có sập đi nữa đó cũng không sập được cái đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta đừng kỳ vọng rằng kinh tế Việt Nam sập thì đảng cộng sản sập, không phải. Đảng như chú Duy trình bày là thanh toán lẫn nhau, và cái tình trạng do các cường quốc tranh chấp cái vùng địa dư, cái địa thế chiến lược của Việt Nam, nó làm cho thay đổi cái chế độ cộng sản là chỗ đó. Hai cái nó nhập lại thì nó mới có thể đi đến kết thúc cái đảng cộng sản. Mà cái tình thế phân tích thì nó sẽ thấy đi tới đó. Ok. Cách đây mấy tuần trước chú có nghĩ, chú có nói như thế này, có chừng trong tương lai ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ xuất hiện trên chính trường, và bây giờ ông đã xuất hiện. Thường thường ấy, chẳng hạn vừa rồi Tô Lâm mời một cuộc lễ nào đó có Nông Đức Mạnh, có đủ thứ ông cựu tổng bí thư, riêng Trương Tấn Sang Tô Lâm không mời, tại vì Trương Tấn Sang là kẻ thù của Nguyễn Tấn Dũng. Sẵn đây chú mới nói cái này luôn cho tất cả quý vị biết, anh chị em biết cái này.
trong đảng cộng sản đó, thí dụ như phe ông A ông muốn tranh cái chức gì quyền gì đó, ông phải tấn công ông B, mà ông B đang đó là tổng bí thư đảng, rồi ông kia muốn tranh chức thủ tướng phải tìm cách hạ bệ bôi xấu uy tín ông C. Những cái tin tức bí mật ở trong đảng, chẳng hạn như Nguyễn Phú Trọng chết lúc 1:30 mà 15 phút sau đó báo chí ngoại quốc biết hết. Nhưng mà biết lẹ hơn nữa đó, có những người đưa tin trong đảng đưa cho mấy clip ở ngoài này, nó loan tin lẹ hơn nữa. Thí dụ có một thời người ta lập ra cái, nếu ai còn nhớ, cái xích gọi là xích dân làm báo và quan làm báo đó, chúng ta phải nhớ từ từ chú Quân nhắc lại đó. Cái quan làm báo đó chuyên môn tố Nguyễn Tấn Dũng, mà cái dân làm báo đó, thì tố ngược là Nguyễn Tấn Sang, Trương Tấn Sang. Ở đâu đưa tin vậy? Người Nguyễn Tấn Dũng đưa tin, mà hai cái xích dân làm báo và quan làm báo đó đặt tại San Jose, Hoa Kỳ. Tin lẹ lắm, tin tối mặt. Thứ hai, có ở nước Việt Nam có một cái người ký giả đó, để luôn luôn chửi Nguyễn Tấn Dũng, mà người ký giả đó chửi người nào trước thì mấy tháng sau cái công ty đó hay là người đó sẽ vô tù. Mà người đó không bao giờ đụng tới Nguyễn Phú Trọng, mà người ký giả đó đó rất có uy tín đối với ngoại quốc, nhưng mà bị ông Tô Lâm tống giam cách đây 2 tháng khoảng 3 tháng gì đó. Để đến khi Nguyễn Phú Trọng không còn có quyền nữa thì người ký giả đó sẽ vô tù. Mà chứ không thể nói tên ông ký giả, bị ông đang ở tù thì mình cũng không nên nói. Nhưng mà ở đây muốn nói thế này, có những clip ngoại quốc ở ngoài nè chống cộng dữ lắm, mà khi nào người ta thấy cái số mà người lên vô nghe đó, view đó, gọi là câu view đó, lên tới 3 triệu view, 2 triệu view, 3 triệu view. Thì ở trong Việt Nam nó có một cái công ty mà do cán bộ lớn lập ra, rồi cái cán bộ đó đưa tin cho công ty đó, công ty đó đưa tin cho cái clip hải ngoại này, loan những cái tin nóng bỏng, những cái tin mà ở hải ngoại không hay biết. Thí dụ như sắp sửa đảo chánh, là sắp sửa Tô Lâm lên chức gì đó, ở ngoài này biết liền. Vậy cái hệ thống đưa tin đức đó đó, ở trong nội bộ nó bán tin qua công ty đó, rồi công ty đó bán tin lại cho những một vài clip ở hải ngoại, rồi cái tin mà loan tải liền, đúng, người ta vô nhiều quá, vô 3-4 triệu. Thì cái clip hải ngoại đó, cái công ty đó, công ty trong nước đó, sẽ mua cái view của cái clip đó. Nó mua cái view đó, nó bán lại cho tụi Google. Đó, mình phải hiểu cái đó nghe, để nó làm quảng cáo. Có vấn đề mua view và bán view, có vấn đề làm cho view tăng lên. Vậy thì cái clip diễn đàn chống cộng đó có 2 điều lợi. Thứ nhất là được tin tức trong phía chính, trong cao cấp tối mật trong đảng đưa ra cho mình. Nhờ vậy mà cái view nó vô rất đông. Rồi ngược lại là mình bán cái view đó cho cái công ty đó, cũng là người cộng sản luôn. 2 điều có lợi lắm. Thành thử phải để ý cái đó. Vậy chúng ta đừng nhìn. Hôm nay chú Quân nói rõ những cái đó đó. Ok. Cái này nè, nó mới có nhiều cái nó hay lắm, mà chúng ta từ từ chúng ta thấy. Trở lại vai trò của Nguyễn Tấn Dũng. Về trong tương lai, ông Dũng có thể giữ một vai trò mà theo như tình hình người ta phân tích thấy đó, ông có thể vai trò cố vấn cho chính phủ của Tô Lâm. Cố vấn cho chính phủ Tô Lâm. Từ đó chúng ta mới nhìn ra cái khía cạnh là chỗ này. Vừa rồi ông Tô Lâm đi qua bên Tàu đó, báo chí đăng xong rồi ngưng liền. Nào là ký mấy cái đường xe lửa, toàn là ký toàn kinh tế không. Cái việc mà ký kết có thỏa hiệp mà về kinh tế đó, không cần tổng thống hay là chủ tịch nước đi hay là tổng bí thư. Tổng bí thư đi qua bên Tàu đó, trước nhất là triều ký và để coi thăm dò thử cái ông Tập Cận Bình có vừa lòng với Tô Lâm hay là không. Không vừa. Không vừa. Tại vì có Nguyễn Tấn Dũng đứng sau lưng.
Nguyễn Tấn Dũng bị cấm ra khỏi nước Việt Nam 8 năm nay. Chứ nếu không, Nguyễn Tấn Dũng có mấy lần đi qua thăm thằng con rể Nguyễn Bảo Hoàng ở bên Mỹ, là cái chỗ đó. Và Nguyễn Tấn Dũng đó, nói nào là tham nhũng, nói nào là bất tài, cái đó không sao. Thật ra lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam nào mà không tham nhũng? Lãnh tụ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, người Cộng sản, lãnh tụ Việt Cộng sản, có ai có tài đâu. Nếu nó có tài thì nước Việt Nam có tự do, có dân chủ rồi, vì nó bất tài. Cho nên tố Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng và bất tài rất đúng, nhưng mà tố ngược lại tất cả những lãnh tụ Cộng sản cũng bất tài như Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cái mà người ta muốn thấy đó, đã thấy rõ hiện giờ là sau lưng Tô Lâm trong kế hoạch mà nắm chính quyền này, chiếm chính quyền này. Tại sao chiếm? Thường thường khi một tổng bí thư trước chết đó thì phải có bộ chính trị họp lại rồi bầu cử lên, thì ông Tô Lâm mới chính thức làm tạm thời, tức là tạm nắm quyền tổng bí thư. Cái này tự nhiên tất cả những cái đảng viên trong đó bộ chính trị đa số là công an, rồi quốc hội phong lên tán thành ông là tổng bí thư liền. Cái đó gọi là chiếm chính quyền, mà cái tiếng miền Nam người xưa gọi là đảo tranh. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện rồi, vậy sau lưng tốt của Nguyễn Tấn Dũng là ai yểm trợ đây? Đó là câu hỏi được đặt ra. Chắc chắn không phải là Tàu rồi, chắc chắn rồi, không phải là Tàu. Nên nhớ ông Lê Khả Phiêu, ông Nông Đức Mạnh sau khi về hưu có mấy lần đi qua viếng thăm Bắc Kinh, còn Nguyễn Tấn Dũng từ đó bây giờ không bao giờ qua bao giờ viếng thăm Bắc Kinh hết, tại vì Bắc Kinh nó có tiếp đâu mà đi viếng thăm. Còn đi xuất ngoại ra ngoại quốc thì nó cấm, Nguyễn Phú Trọng nó cấm, ông cấm như giấy phép. Những mối thù, những mối hận đó, hận lòng đó đó, Nguyễn Tấn Dũng nó sẽ thanh toán trong những ngày sắp tới. Có một lần Nguyễn Tấn Dũng lấn quyền đảng, dùng cái quyền chánh phủ tức là thủ tướng thăng cấp tướng cho các tướng lãnh, dùng cái quyền thủ tướng tự ý quyết định ngân sách quốc gia và làm tất cả không cần hỏi chính trị bộ, tức là coi đảng không còn nữa. Nguyễn Phú Trọng mới tìm cách loại Nguyễn Tấn Dũng và tái lập lại cái quyền lực của đảng. Bây giờ cái vai trò Tô Lâm trong những ngày sắp tới, Tô Lâm cũng phải có một con đường chọn, là con đường tìm chỗ dựa, rồi con đường thứ hai là tìm cách thanh trừng tất cả phe Nghệ An Hà Tĩnh loại ra. Nếu không, phe Hà Tĩnh Nghệ An nó sẽ hạ bệ ông Tô Lâm. Tại vì phe Hà Tĩnh Nghệ An đa số là thân Tàu, từ mấy năm nay thân Tàu. Nghệ An Hà Tĩnh, tức nhất là đặc biệt là Nghệ An, luôn luôn công an là nằm ở Nghệ An nhiều nhất, 60% là Nghệ An. Vậy trong những ngày sắp tới ông Tô Lâm không sợ công an, tại vì có ông Tô Lâm vẫn còn nắm chặt bộ công an. Còn bộ trưởng mà tướng Lương Tam Quang cũng là một cái người đệ tử của Tô Lâm thôi, Tô Lâm không sợ. Cái Tô Lâm sợ nhất là cái phe thân Tàu đó, nó tìm cách đảo chánh Tô Lâm. Thành thử ông Tô Lâm ghìm đại tướng Phan Văn Giang phải trung thành với Tô Lâm mới được. Để rồi Tô Lâm làm cái gì, chừng đó Tô Dũng, xin lỗi, Nguyễn Tấn Dũng sẽ đạo diễn trong những ngày sắp tới. Thì có hai con đường mà chúng ta thấy cái xã hội Việt Nam trong cái thời Tô Lâm. Một là siết chặt gắt gao hơn, phá bầm nền kinh tế Việt Nam. Hai là phải mở, phải mở. Mà sự thật ra đó, cái siết chặt không nói gì, mà cái nó cứ mỗi lần mà phe này lên thanh toán phe kia, nó làm cho bao nhiêu người vô tù, làm bao nhiêu người chết trong tù, tức là hàng chục ngàn chứ không phải là một hai ngàn đâu. Và cái quan trọng
là làm cho cái nền kinh tế Việt Nam suy sụp trong cái thời gian tới. Bây giờ Chu Quân nói tới một cái nhân vật mà Tô Lâm phải thanh toán cho bằng được. Vì theo cái quy luật ngầm đó, thường thường những cái cán bộ gọi là tứ trụ đó, gọi là tứ trụ đó là không có đụng tới, tức là phải tôn trọng cái đó. Vậy thì Nguyễn Xuân Phúc cũng nằm trong cái tứ trụ, nằm trong cái tứ trụ. Thì Tô Lâm bây giờ đó muốn tìm mọi cách bỏ tù Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc có 3 điều phải bỏ tù và bà vợ của ông. Thứ nhất, tham nhũng quá lộ liễu, tham nhũng một cách ngu đần, nghĩa là ngu lắm, ăn công khai trong cái vấn đề về Việt Á, ăn một cách tàn bạo. Nguyễn Xuân Phúc và bà vợ của ông là bà gì Thu đó, chú không nhớ tên nào, gì Thu đó, không nhớ, biết tên Thu thôi. Số tiền lớn lắm, và số tiền Nguyễn Xuân Phúc ăn tham nhũng đó có chuyển qua bên Hoa Kỳ, FBI có biết được điều đó, cái đó mới quan trọng. Cái thứ hai nữa đó, Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị lật đổ Nguyễn Phú Trọng, cấu kết với Dương Đình Huệ, cấu kết cho một vài tướng lãnh trong quân đội để mà lật đổ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phúc, và tại vì ông Tô Lâm là công an, thì Nguyễn Phúc, xin lỗi, Nguyễn Xuân Phúc phải cấu kết với quân đội. Mà cái người cấu kết đầu tiên mà Tổng cục 2 đó lại từ chối, tức là Đại tướng Lương Cường từ chối. Từ cái chỗ từ chối đó mới lộ ra là Nguyễn Xuân Phúc, cái mà người ta bỏ tù đó. Thì Tô Lâm nghĩ rằng nếu trong những tháng ngày sắp tới mà không tống giam Nguyễn Xuân Phúc thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ cấu kết bè 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 đảng, tìm cách lật đổ Tô Lâm. Ba cái tội đó, hồ sơ đó, ông Tô Lâm nó nắm hàng chục ngàn hồ sơ tham nhũng có đầy đủ hết. Thành thử khi Tô Lâm mà lật một cái là có bằng chứng, vì nó là Bộ Công an mà nó loay phụ cách vấn đề đốt lò nữa. Thành thử trong những ngày sắp tới nó sẽ đốt lò Nguyễn Xuân Phúc bằng mọi cách, không để được. Cách đây 2-3 tuần lễ, người ta có nhìn thấy Nguyễn Xuân Phúc đi xuống Rạch Giá gặp năn nỉ ông Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Tấn Dũng hình như cũng không nhìn, cũng không đồng ý. Tại vì Nguyễn Xuân Phúc đó lúc mà làm khi mà xuống, trước khi thừa thủ tướng đó, Nguyễn Xuân Phúc có một lần cách chức Nguyễn Thanh Nghị và tố Nguyễn Thanh Nghị trong vụ Rạch Giá đất đai đó, xích bỏ tù Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng may quá, may mắn quá, Phạm Minh Chính lên thay thế. Phạm Minh Chính mới nâng đỡ thằng Nguyễn Thanh Nghị, chứ nâng đỡ Nguyễn Thanh Nghị, con Nguyễn Tấn Dũng đó, lên làm bộ trưởng. Thì đó nó có lắt léo, nó có liên hệ, nó có thanh toán thù hận trong đó, rồi tranh giành tiền bạc trong đó. Trong đó có cái nguy cơ là khi mà Nguyễn Xuân Phúc đó từ mấy năm nay còn đệ tử tên là Cung Tướng, xin lỗi phải về vệ, nhớ để chú Quân nhớ kỹ là phải Nguyễn Văn Vệ, mà Trần Trần Văn Vệ Vệ, mình đọc theo người Bắc là Trần Văn Vệ, còn chú đọc là Trần Văn Vệ. Ok, Trung tướng Trần Văn Vệ này là cái người mà bên Sài Gòn nó gọi là Bãi Phúc đó, ở Việt Nam gọi là Bãi Phúc đó. Thì Nguyễn Xuân Phúc đó bỏ tù bao nhiêu người cũng qua ông Trung tướng Trần Văn Vệ này làm công việc. Hôm nay thì Tô Lâm quyết định sẽ bỏ tù ngược lại Nguyễn Xuân Phúc. Mà muốn bỏ tù Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện dễ, không phải chuyện một sớm một chiều. Tại vì xử một cái tứ trụ đó nó phải có bằng chứng lớn lắm, nhưng mà nó phải làm. Nếu không làm, Nguyễn Xuân Phúc làm được. Tại vì Nguyễn Xuân Phúc còn có đường duy nhất là bảo vệ tài sản của mình, con cháu của mình nhiều lắm. Nội cái đám con cháu dòng họ bên vợ Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Xuân Phúc đó tính ra gần mấy trăm người mà nắm đủ các quyền hạn tại nước Việt Nam, toàn là những cái chức quyền béo bở không. Rồi thì bây giờ đó Tô Lâm phải đặt đặt cho thật kỹ, nghiên cứu cho thật kỹ, hạ Nguyễn Xuân Phúc như thế nào. Mà trong cái thời buổi này hạ về tham nhũng thì cả đảng phái, xin lỗi,
cả bộ chính trị đảng, hay là mà bộ chính trị đảng giờ cũng còn bộ chính trị nữa, nội công an không, là nằm ở trong đó là gần 10 người rồi, Hưng Yên rồi, thành thử Tô Lâm quyết định. Nhưng mà cái lo ngại là những cái phe phái nào đó của Nguyễn Xuân Phúc nó còn nó phản lại. Tại sao khi hạ Nguyễn Xuân Phúc đó, nó kéo theo trên 1.000, 2.000 cán bộ vô tù nữa, hoặc là mất chức, hoặc là đuổi về giường, mất miếng ăn. Đó, cái quan trọng là như vậy. Ông Tô Lâm phải tìm mọi cách, dường như chú vừa nói đó, làm sao tránh được cuộc đảo chính lật đổ ông. Và Ba Dũng cũng vậy, Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, là trong nội bộ đảng làm sao lấy lòng được cường quốc. Lấy bây giờ dựa Nga, Nga cũng còn cái gì để mà dựa, Nga đang kẹt cái chiến tranh ở Ukraine. Tàu thì Tập Cận Bình không thích rồi, như chú đã nói, vì không thích cho nên nó khánh thành, xin lỗi, hạ thổ lẹ làng cái con kinh phù nào để bao vây Việt Nam, không thích rồi. Con đường cuối cùng mà người ta đang dàn xếp, mà người Hoa Kỳ sẽ làm việc kín đáo với ông Ba Dũng. Đó là chú phân tích như vậy. Ok, cái vấn đề là chỗ này, ít ai để ý mà khi chú Quân nói ra đó, cái người ta biểu là trưng bằng cớ tài liệu à, thì bây giờ chú Quân cứ nói đi. Mỗi năm có 100.000 người Việt Nam đi ra ngoại quốc trốn mất luôn, mà trong 16 năm qua cái số người lên đến gần 2 triệu người Việt Nam đi ra ngoại quốc. Mà cái số người đi ra ngoại quốc đó không phải là dân nghèo, dân cán con cáo cán bộ không, là vì một cái cuộc vượt biên mà chú Quân biết giá đó, từ Việt Nam qua bên Âu Châu đó là 30.000, từ Việt Nam qua Mỹ mà đi bộ vô đó là 37.000. Nhưng mà từ mấy tháng nay đó, người ta không đi con đường đó nữa, người ta đi con đường ba tay, tức là Brazil đó, Brazil đó, con đường ba tay, rồi xuống đó ở đó, rồi mới đổi máy bay qua Mexico, hoặc là ở đó tìm cách vô nước Mỹ sao. Số tiền đó đưa vô là 70.000 đồng, cái tiền đó, vậy số tiền đó phải con cán bộ mới được. Thì chúng ta nhìn thấy như thế này, không ai thấy đảng Cộng sản sẽ sụp bằng chính người Cộng sản. Cho nên cái làn sóng con cháu của họ đó, từ mấy năm nay đưa ra đi ngoại quốc hết rồi. Thứ nhất là con cái đã, con cái ngoại quốc hết. Con Tô Lâm đang ở An Lê mà, học xong tại Anh Quốc, định cư tại Anh Quốc, mua nhà luôn tại Anh Quốc, và có một cái shopping tại Anh Quốc luôn, là con của Tô Lâm. Vậy thì con cháu của từ cấp cao cấp, trung cấp, hạ cấp, đến nỗi con của tổ dân phố mà cũng tìm cách đi ra ngoại quốc, chứ đừng có nói là cao cấp. Cái số người ra đi như vậy, tính ra chúng ta có gần 16 năm qua, đâu phải ít con số đâu, nhiều lắm ra đi. Dân số Việt Nam một phần hao hụt là thấp, giảm xuống là phần cái phần đó nữa, dân số Việt Nam bị giảm cũng một phần cái đó. Con cháu đi trước, vợ con đi kế đó, dòng họ đi kế đó, thì người Cộng sản cũng sẽ ra đi, cán bộ sẽ ra đi. Thì chú Quân nhìn thấy hai điều trong những ngày sắp tới. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể là một thứ cố vấn ngầm trong chính phủ của Tô Lâm. Rồi chú Quân có thể nói câu này, ai là người cố vấn ngầm cho ông Nguyễn Tấn Dũng? Mà Nguyễn Tấn Dũng là người đứng giữa trung gian để thay đổi chính sách, chắc có thể là Hoa Kỳ, chắc có thể là Hoa Kỳ, chứ ngoài ra không còn cái gì nữa hết. Con đường cuối cùng là cái chỗ đó, bị đảng đi tới cái chỗ đường cùng rồi, đường cùng, đảng không còn con đường nào, một lối thoát nào hết. Cái lối thoát mà phải mở, còn siết nữa thì có chừng chính quân đội nó đứng lên nó làm cái chuyện đó. Tại vì quân đội cũng lợi dụng lòng dân thù hận cộng sản, ông Tô Lâm cũng rất sợ cái đó. Thí dụ bây giờ đưa ông Hoàng Xuân Chiến lên làm bộ trưởng quốc phòng đi, nhưng mà trong quân đội nó có 300 tướng lãnh, cũng có thể 100 tướng lãnh nó cũng chịu không chịu.
Hồi trước khó làm, tại vì hồi trước là đảng cai trị, bây giờ là độc tài cai trị. Độc tài cai trị có một người à, bây giờ cái hàng ngũ đảng nó rã rồi, nó rã một rồi, nó rã rịu hết rồi. Thì chú Quân thấy rằng cái ánh sáng đường hầm tương lai của nước Việt Nam nó có một chút sáng sủa, chứ không phải là sáng hạn. Nhưng mà nếu như Việt Nam biết tổ chức, biết đoàn kết ở hải ngoại, hải ngoại là cái hậu phương của Việt Nam, nó chứ không phải tiền tuyến đâu. Tiền tuyến là người trong nước. Nếu hải ngoại đoàn kết được, vận động được, làm mọi cách được, và cái quan trọng là đừng chia rẽ nữa, thì chúng ta tiếp tay với người dân trong nước đòi hỏi, chứ không phải là lật đổ, không cần mở cuộc chiến gì hết, đòi hỏi trong tương lai phải thay đổi. Nhưng mà riêng đây chú nghĩ rằng, mà cũng đây là những lời nhắn nhủ với Nguyễn Tấn Dũng, sẵn cơ hội này nên đổi đi, trong tương lai người ta sẽ bầu Tô Lâm làm tổng thống nếu mà cho người Việt Nam có tự do. Ok chú, xin chấm dứt tại đây. À, con cảm ơn chú Quân, nhưng mà trong cái lúc mà chú Quân chia sẻ, con thấy chú Quân có những cái ưu tư với những cái nỗi buồn, con nghĩ rất lớn khi mà chú thấy mỗi một năm như vậy cái người Việt của mình á bỏ nước ra đi rất là nhiều. Thì khi mà chú chia sẻ những cái mất mát về rồi cái việc mà người Việt bỏ nước ra đi, thì cái tâm trạng của chú lúc đó như thế nào khi chú nhìn thấy đất nước Việt Nam của mình ngày hôm nay như vậy? Thật ra thì tâm trạng của chú nó cũng chung với cái người Việt Nam của mình bị đàn áp mấy chục năm rồi, mình bị đàn áp, bị đè bẹp, mình mất cái quyền công dân rồi, thành thử ra mình nhìn cái tổ quốc của mình đó, nó có một cái nỗi đau riêng. Chứ tự bây giờ chú Quân nói vậy nè, nếu cha mẹ mất buồn lắm, ai cũng vậy, đứt ruột mới biết đau ruột, mới đau ruột. Nhưng mà cha mẹ mất rồi buồn cả đời, nhưng không có nỗi buồn nào mà nỗi buồn mất cái quyền tự do làm người dân nước Việt. Đó là nỗi buồn lớn nhất của người Việt Nam. Thật ra chúng ta sống đây chúng ta tha hương, chúng ta lưu vong, nhưng người Việt Nam trong nước cũng tha hương, cũng lưu vong, mà lưu vong trên chính quê hương của mình. Tại vì chúng ta không có quyền làm người, chúng ta đòi hỏi cái đó thôi. Ao ước được quyền làm người, trong cái quyền làm người đó chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng, tự do mưu sinh, tự do định cư, tự do phát biểu tư tưởng. Nghĩa là cái quyền làm người nó phải tối thiểu có những cái đó. Thí dụ như ông Lý Quang Diệu, ông làm tổng thống độc tài suốt đời, tới chết rồi mới giao lại đứa con. Mà tại sao người Singapore không phiền trách? Tại vì ông độc tài mà độc tài dân tộc, độc tài làm đẹp cho xứ sở, làm phồn thịnh cho Singapore của ông. Còn ở đây độc tài, độc đảng, rồi thêm cái độc ác nữa. Ba cái đó, chỉ muốn ăn một mình, chỉ muốn làm giàu một mình, chỉ muốn vợ con mình sống sung sướng giàu sang. Còn cái người dân á, mở miệng ra chút là bỏ tù. Người dân bệnh hoạn cũng không lo, chết trong bệnh hoạn. Người dân không có sức mưu kế sinh nhai, đói. Chứ không phải là người dân khá đâu. Người dân một cái trình độ dân trí, giáo dục, không có tiến bộ dân, đã 50 năm rồi, không có nhân tài tại Việt Nam. Tại vì người ta cứ đào tạo dân, cái nghịch học tiến sĩ, thạc sĩ trở về, chỉ để làm quan thôi, chứ không phải để là kiến tạo xứ sở. Thành thử ra cái nước Việt Nam bị đè bẹp xuống, bị bóp nghẹt, bị bịt miệng, cái dân tộc không trưởng thành được, dân tộc không làm người lớn được, không làm người lớn được thì dân tộc không có đủ can đảm để mà làm những việc lớn giải phóng cho đất nước mình, cái đó mới là quan trọng. Ok. À, quý anh chị em có câu hỏi gì thì quý anh chị viết xuống thì Dương đặt câu hỏi cho chú Quân nha. Dạ, bây giờ tới phần chú Quân cũng còn để thì Dương coi coi chú Quân chắc còn được khoảng 20 phút nữa cho diễn đàn của Thùy Dương. Dạ, thì chú Quân cũng đã chú Quân nói mỗi lần nói Thùy Dương cứ nói năm sinh chú Quân hoài. Con khoe năm sinh chú Quân có giận con không? Không, không có giận gì đâu, không có giận gì đâu, ok. Thì chú Quân sinh năm 1950 đó quý vị, nếu mà đoán không lầm thì chú Quân tuổi Dần.
Thì khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại thì lúc đó chú Quân 13 tuổi. Rồi khi đến năm 75 thì chú Quân 25 tuổi. Đó. Thì vì sao mà cái người dân miền Nam trước năm 75 đó chú Quân, con thấy họ không có đi. Họ có đi du học rồi họ về. Họ không có ở lại luôn, và họ không có tìm bằng mọi cách để có quốc tịch Mỹ hoặc là châu Âu. Chú Quân nói rõ chút cái tuổi chú Quân chút xíu cho nó rõ ràng chút xíu, để trên diễn đàn mình không nên nói láo được. Cái tuổi chú Quân nó có hai lần điều chỉnh, tuổi thật của bà già khai, tuổi của ông già khai, nó khác, hai cái nó khác, hai cái nó khác đó. Vậy tất cả những anh em nào ở trong quân đội thì chú Quân nói rõ vậy, chú Quân đọc số quân là biết năm sanh thôi. Số quân của chú là số 2, số đầu là 68. Và anh em nào ở trong quân đội sẽ biết cái tuổi chú quân. Còn cái tuổi sinh năm 1950 lại khác nữa, nó cái tuổi giấy tờ, cái tuổi để ra đi, cái tuổi đã làm đủ chuyện để cách ra đi. Bon. Vậy cái số tuổi của chú quân xin đính chánh vậy cho rõ, và chúng ta ngưng cái tuổi đó. Vậy thì Dương nói tiếp đi. Và ở đây con thấy có nick danh Phan. Hồi nãy giờ coi bộ danh Phan ngồi dưới cũng lung tung tăng dữ hen. Dạ thưa bác Quân, con có một câu hỏi. Việt Nam đang ở thế gồng kìm giữa Campuchia và Trung Quốc, hay gọi là Tàu á. Vậy thì tại sao Campuchia gần Việt Nam mà ngã về Trung Quốc nhiều hơn? Tại sao quan hệ giữa Việt Nam Campuchia thất bại? Chú Quân trả lời, quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam từ không, quan hệ cộng sản Campuchia và cộng sản Việt Nam từ thời Pol Pot cho tới thời bây giờ không có gì gọi là bạn hữu hết á. Vì trong cái truyền thống người Campuchia đó thù người Việt Nam cho tới bây giờ vẫn thù. Cái quan hệ đó nó có cái nhu cầu lợi lẫn nhau. Vì Hun Sen là học ở bên Hà Nội, nói tiếng Việt cũng tương tự như người Việt Nam mình chống vừa đâu. Rồi Pol Pot cũng do Hà Nội đào tạo. Nhưng mà rồi trong thâm tâm cái người Campuchia, lãnh đạo Campuchia, ngay cả Sihanouk cũng không ưa người Việt Nam nữa. Tại vì họ nghĩ rằng Việt Nam lấy đất của họ. Họ nghĩ như vậy thôi. Chứ thật ra cái số đất mà Việt Nam lấy là thời đại Minh Mạng đó, Pháp nó đã trả hết rồi. Còn cái miền Tây của mình là được của Phù Nam chứ không phải là của Campuchia. Rồi. Chú Quân trả lời như thế này. Cái người Campuchia đó, họ 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 không bao giờ đứng yên một chỗ. Tức là ý muốn nói rằng đôi lúc họ ngã bên đây, họ chào Tây á, thì họ ngã theo Tây để họ nương tựa Tây. Họ chào Pháp á, có cái danh từ hồi xưa là thằng thổ nổi dậy, là gì? Thổ là miên. Lâu lâu đó, hồi đó chú nghe nói thôi, lâu lâu đó thổ nổi dậy, cáp giùa Việt Nam ở Trà Vinh, ở Vĩnh Bình có nhiều, rồi Tây nó về. Năm 1970 đảo chánh lân 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 đảo chế Sihanouk cũng thằng thổ nổi dậy, nó chặt đầu người Việt Nam bên Campuchia, Đỗ Cao Ký mới đem quân qua giải cứu. Vậy chú trả lời, người Miên không có lúc nào thân người Việt Nam hết á, thân trên cái mặt ngoài miệng thôi, chứ trong bụng tìm mọi cách. Cho nên bây giờ mấy năm nay, mười mấy năm nay đó, người Miên dựa vào Tàu, mà thời Pol Pot cũng dựa vào Tàu. Mà đối với Tàu đó, Miên là một con cờ, một cái thứ lính tiền đồn cho cái nước Tàu tại Việt Nam, tại Đông Đông Dương thôi. Hồi xưa đó chính Miên suối Việt Miên, xin lỗi, Tàu suối Miên Đặng Tử Bình đó, đánh Việt Nam dọc theo biên giới với miền Tây. Thì ngày mai mai kia mốt nọ đó cũng Miên coi chừng sẽ tấn công Việt Nam, vì lấy của Tàu nhiều phải làm theo lệnh của Tàu. Cái kinh Phù Nam này chính Tàu vẽ ra, chứ người Miên thâm tâm cũng muốn lắm vẽ con kinh này ra, lợi dụng con kinh này này để cô lập Việt Nam, cô lập Việt Nam làm gọng kềnh Việt Nam, không phải người Miên. Người Miên chỉ là một quân, một binh sĩ thôi, chính là người Tàu làm hết công việc đó. Cái gọng kềm của người Tàu phong tỏa người Việt Nam, trong tương lai nó còn siết nhiều hơn nữa. Ok, chú trả lời như vậy. Dạ, con cảm ơn chú Quân. Ở đây có Đặng John Sim, xin hỏi chú Quân, trong Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ có thế lực nào có thể ít nhất kiềm hãm được quyền lực của Tô Lâm hay không? Bởi vì Tô Lâm có rất nhiều kẻ thù. Cái quyền lực mà kềm hãm Tô Lâm đó, Tô Lâm nó có làm gì đâu mà kềm hãm, nó chiếm quyền của đảng mà con, cháu
nó chiếm quyền của đảng, rồi nó độc tôn nó lãnh đạo. Thật ra thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng độc tôn lãnh đạo vậy. Ok, cái kìm hãm ở đây ý nghĩa là thế này: nếu Tô Lâm mà bắt bớ người Việt Nam, tàn sát người Việt Nam, bỏ tù người Việt Nam, người dân đó nhiều hơn nữa, thì lúc đó nó có cái chúng ta tranh đấu cách khác nữa. Nhưng mà coi chừng cái thời kỳ mà bỏ tù siết chặt đó, từ hôm nay mà Tô Lâm bỏ tù đó, là những người thân của cộng sản nhiều hơn, làm việc cho đảng ông Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn là những người chống cộng sản ở trong nước. Cái số người mà Tô Lâm bỏ tù đó là của phe Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề nữa là từ đây về sau Tô Lâm phải làm việc liên kết với ông Nguyễn Tấn Dũng. Từ mấy năm nay Tô Lâm vẫn làm việc với Nguyễn Tấn Dũng, mới lật đổ được Nguyễn Phú Trọng. Là vì cái khối óc của Nguyễn Tấn Dũng mới quan trọng hơn. Ông Nguyễn Tấn Dũng coi vậy đó, trình độ học vấn không cao, nhưng mà cái óc của ông đó, mưu mẹo của ông đó giỏi hơn Tô Lâm nhiều. Chú trả lời như vậy Dạ, nghe. con cảm ơn. Ở đây có bạn Hồng Phúc Nguyễn Bùi. Thì khi mà cái cuộc sống của người ta đó sống quá là vất vả, khó khăn trong cái xã hội đó rồi, thì người ta luôn muốn là mong là để người ta thoát khỏi cái đời sống như vậy. Cho nên bạn Hồng Phúc Nguyễn Bùi hỏi là có cách nào để quê hương ngày càng văn hóa, văn minh, dân chủ hơn không cô? Khi người ta hỏi như thế này có nghĩa là người ta biết được cái xã hội Việt Nam mình ngày hôm nay nó suy thoái về đạo đức dữ lắm rồi. Có cách nào để cộng sản sụp đổ luôn không? Chú Quân thấy không? Có nghĩa là người dân ngày hôm nay họ rất là nôn nóng trong cái vấn đề không muốn sống với cái chế độ cộng sản nữa. Như chú phân tích nãy giờ, cái cách duy nhất, thật ra chúng ta từ mấy chục năm nay đó, chú Quân ở hải ngoại đó cũng đã mà dự trên cả ngàn cuộc họp với cộng đồng người Việt Nam mình trên nước Mỹ, trên khắp thế. Bác Đỗ Thông Minh cũng vậy, cũng dự cả mấy trăm cuộc họp để mà tìm cái cách nào để mà lật đổ cái đảng cộng sản. Thì bên phía cái người mà Việt Nam mình ở trong nước đó thì nằm ở trong nhà tù, mà kêu là ngóc đầu dậy, đứng dậy đó thì nó bắn liền tại chỗ. Còn người hải ngoại đó chỉ tranh đấu về cái phương diện ngôn luận thôi, tại vì cái xứ này là cái xứ luật pháp, mình đâu có làm gì bạo lực bạo động được. Rồi tuy nhiên có cái cách như thế này: chúng ta cố gắng truyền tải những cái luồng gió dân chủ, giải thích cho người tuổi trẻ trong nước biết chỉ có con đường dân chủ mới là làm cho nước Việt Nam hạnh phúc được thôi. Thì con đường đó chúng ta chờ đợi từ cũng hai ba thế hệ. Hồi chú Quân ra đi cũng đã gần 30 tuổi, mà chú Quân chờ tới bây giờ hết đời người rồi. Những số mà lớn tuổi của chú Quân nó cũng chờ, cũng một số người nằm trong nghĩa trang tại Pháp, họ nằm trong đó mà linh hồn cũng vẫn chờ cho nước Việt Nam dân chủ. Tại vì cái phương pháp mà cái cách đó thì chú Quân phân tích hồi nãy rồi, chỉ có cường quốc nó thay đổi. Là một, đảng cộng sản Việt Nam đang trên đường. Hồi xưa mình không thấy gì rõ như vậy, mà chú phân tích chú thấy rõ ràng, nó rỗng toét rồi, nó rã một rồi, gốc cây nó mục nát rồi, cái ngọn đèn nó leo lét rồi, chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi là nó tắt. Tô Lâm cũng biết điều đó, Nguyễn Tấn Dũng cũng biết điều đó. Từ đây về sau chúng ta đừng nói cái chữ đảng cộng sản nữa, mà chỉ còn là một nhà độc tài Tô Lâm vậy thôi, nhà lãnh tụ độc tài Tô Lâm thôi. Tuy nhiên ông độc tài thì giống Nguyễn Phú Trọng độc tài, còn chính sách trong tương lai, những gì tàn ác của ông thì sự thật tới giờ phút này chúng ta chưa thấy. Chưa thấy là tại sao? Vì cộng sản đã vốn tàn ác rồi, vốn đã là cái người cộng sản á, nó khôn nhà dạy chợ. Đối với Nga Sô nó quỳ mọp xuống nó thương ngài, đối với Tàu nó quỳ mọp xuống nó thương ngài, mà đối với đồng bào với dân nó á, thì nó chửi, nó khi dễ, nó khinh dễ người ta. Đối thủ của nó không tôn trọng. Tổng thống Ngô Đình Diệm ở trong Nam ít khi nào người ta gọi thằng già Hồ Chí Minh hết á, không, không bao giờ. Ông Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh ở đây nó kêu thằng Diệm, thằng Thiệu. Thì chú thấy cái đó là vô văn hóa, mất dạy. Nói tóm lại cái câu đó ai nói không biết nữa: hèn với giặc mà ác với dân, đó là cộng sản.
Chú trả lời cho cháu thêm chút xíu nữa. Cái cách mà làm cho mau lẹ hơn chút xíu nữa là chúng ta cố gắng truyền tải, giải thích cho người tuổi trẻ trong nước biết rằng phải có dân chủ thì dân tộc này mới cường tồn. Nếu không mất hết, thứ nhất là mất ngôn ngữ. Ông Phạm Huỳnh nói rằng tiếng Việt còn, nước ta còn. Sự thật ra tiếng Việt chúng ta mất 80% trong nước rồi. Vậy coi chừng nước mất. Tại vì nó sửa tiếng Việt hết rồi. Người Việt với Việt, người Việt với người Việt nói nhau không hiểu. Ngay cả công an nói chuyện công an cũng không hiểu, chứ đừng nói với người dân. Vì nó cố tình như vậy. Ok, chú Quân trả lời như vậy nghe chứ. Dạ, con cảm ơn chú Quân. Ở đây có bạn Mito Rock. Làm sao để vực dậy nền giáo dục và nâng cao dân trí để có thể thích ứng với sự phát triển của thế giới, khi mà hậu quả của việc ngu dân, nhồi sọ là quá lớn, đặc biệt là miền Bắc, nên chăng lặp lại hai miền? Xin ý của chú Quân. Trước nhất, cái giáo dục của dân chúng ở trong nước đó, sự thật ra người dân không ngu đâu cháu, họ khôn lắm. Nhưng mà cái nền giáo dục đó bây giờ chú đề nghị như thế này. Cái hệ thống truyền thông ngày nay đó, nó lớn lắm. Nó lan tỏa khắp cả nước Việt Nam, ai cũng nghe hết. Thì chú đề nghị tất cả những anh giáo sư thành lập một ủy ban truyền tải về ngôn ngữ, truyền tải về cái nền giáo dục, chúng tôi xin lỗi, một cái chương trình giáo dục cho tuổi trẻ trong nước. Trước nhất là giáo dục về sử, để chúng ta chỉnh lại cái sai lầm mà cộng sản bóp méo lịch sử. Cái đó rất quan trọng, tại vì người trong nước không có học Nguyễn Thái Học, không biết Việt Nam Quốc Dân Đảng, sự thật không biết, không biết những cái công trạng của đảng phái quốc gia chống Pháp, không biết những cái Việt Nam Cộng Hòa hết sức mình làm cho đất nước miền Nam dân chủ và phồn thịnh. Cái sự hy sinh của miền Nam tính ra mấy trăm ngàn người bị thương, cả triệu người, và tan tóc trong cả miền Nam cũng vì cái tự do và dân chủ. Tuổi trẻ Việt Nam không hiểu sự, vậy trước khi muốn giáo dục, bất cứ giáo dục về môn nào cũng vậy nữa, thì cái môn, hai cái môn quan trọng nhất mà để làm cho giáo dục người Việt Nam là cái môn luân lý học, đạo đức học và sử học. Đó là tạm thời. Bây giờ có thể người Việt ở ngoài lập cái ban đó, rồi truyền tải cái nâng tẹt nét này về cái đạo đức học trước cái đã, luân lý học cơ đã, rồi sử học kế tiếp. Thì chú thấy là cái giáo dục đó là trước đó là quan trọng, rồi những cái môn khác tính sau. Vì chúng ta ở một khoảng cách xa xôi xứ sở mà ngày hôm nay hệ thống truyền tải nó lẹ quá. Chú Quân xin trả lời như vậy. Quý anh chị thấy chú Quân nói hay không? Nói hay cho chú Quân con số 1 cái nè, thả bông thả hoa yêu thương tặng chú Quân cái nè. Thì các bạn ở dưới đây á, bình luận là các anh nói là chú Quân nói hay quá. Vậy mà quý vị có biết không, chú Quân nói hay vậy đó mà chú Quân chỉ đi thuyết trình ở những cái sự kiện, rồi chú Quân viết sách, viết báo này kia nọ thôi. Chứ còn ngoài ra người ta biết chú Quân qua những cái quyển sách, ví dụ như là Trong lòng địch, A22 này kia nọ thôi, chứ còn không biết mặt chú Quân. Đó, và mãi sau này luôn á, gần đây, cách đây hình như, không biết chú Quân chắc được 2 tháng không chú Quân? Đó. Thùy Dương thấy... thấy chú Quân qua kênh của anh Đình Đại, quý vị có mắt của Thùy Dương lẹ lắm. Thì Thùy Dương nói trời, chú Quân vậy mà tại sao mà mình không biết chú Quân từ rất là sớm, cho nên mà liên lạc với chú Quân rất là khó. Sao nhiều người liên lạc với chú Quân dễ, còn Dương đi tìm chú Quân khó muốn chết. Đó, thì ngày hôm nay quý anh chị thấy được, đó là lý do tại sao mà khi Thùy Dương ở trong nước, có nhiều người thắc mắc mắc gì nè chú Quân, sao con nhỏ này nó còn nhỏ nè, nó sống trong cộng sản mà sao nó vậy, nó chắc nó diệt cộng nằm dùng quá. Cái cậu con cũng giải thích sao luôn chú Quân. Cái con nói thật, khi mà tôi đi ra ngoài đây tôi tiếp xúc với các bác các chú không ác, không tham và không xấu như giống như những gì cộng tuyên truyền. Thì các bạn thấy không, như chú Quân, các bạn tìm ra được ở đâu mà những cái người trẻ sau năm 75 có thể ngồi chia sẻ những cái câu chuyện này. Chú Quân nói về lịch sử quý vị còn hết hồn nữa, thấy chưa? Thì những người giống như chú Quân, bác Minh hoặc là những vị khác là những người đã học trong cái nền giáo dục tự do của miền Nam, thì quý vị thấy kết quả là đây. Đó, các bạn thả tim quá trời luôn chú Quân. Dạ. Chú Quân cảm ơn nhiều. Ok. Chú Quân còn bao lâu nữa? Dạ, chú Quân còn 6 phút. Ok. Cứ hỏi đi. Cái, hỏi chú Quân đó quý vị, cái điều mong mỏi lớn lao nhất
Trong cuộc đời của chú Quân, nếu chú Quân có một cái ước mơ thì chú Quân mơ ước cái gì? Thì theo như người khác, người ta nói là người ta mơ ước có một cái gia đình hạnh phúc, hay là người ta sống lâu, ví dụ vậy. Dương đối quý vị thì giấc mơ của chú Quân là gì, quý vị có thể đoán được không? Quý anh chị có thể đoán được cái giấc mơ lớn của chú Quân là gì được không? Thì Dương chờ khoảng chú Quân chờ con với là bà con khoảng 1 phút 30 giây nha. Quý vị ghi xuống coi chú Quân Ok. có gì. Đợi tí xíu. Trời ơi, quý vị không biết trên màn hình của chú Quân có thấy bình luận không? Bà con bình luận thả tim quá trời luôn. Chú Quân có thấy trên màn hình của chú Quân không? Không có, nó có lên bên đây. À, không lên bên đó hả? Ok. Rồi, Tại vì đợi nha. chắc chú không biết bấm đó, không biết bấm đó. Đúng Không biết rồi, có bấm bạn bình luôn. luận rằng là chú Quân mong muốn dân chủ cho Việt Nam. Thì ngày hôm nay khi mà chú Đúng. Quân nhìn thấy quê hương của mình như vậy, người dân của mình như vậy thì thực sự ra chú Quân thấy là cái việc từ thiện ở nước ngoài về Việt Nam đó, chú Quân nhiều chục năm nay vẫn từ thiện mà tình hình Việt Nam thì nó vẫn không khá hơn. Thì chú Quân thấy cái việc từ thiện nó thật sự có giúp đỡ cho người dân không, hay là chúng ta cần một cái giải pháp nào nó hay ho hơn? Thật ra thì cái tinh thần từ thiện và làm phước thiện đó luôn luôn tốt, chứ không có gì xấu. Tuy nhiên bên cạnh như nãy chú Quân nói, làm sao để cho tuổi trẻ nó hiểu về đạo đức, hiểu về luân lý. Với cái luân lý quan trọng lắm. Luân lý là nó có kính trọng cha mẹ, nó thương anh em ruột, nó bảo vệ. Vì có gia đình, thương gia đình nó mới thương tổ. Thứ hai là sự cái đó đó, chú nghĩ rằng nên truyền tải những cái đó cho thật nhiều để cho tụi trẻ hiểu. Cái giáo dục là nằm ở chỗ đó. Chúng ta lấy những cái chương trình cũ của Việt Nam Cộng Hòa về giáo khoa luân lý, rồi sử ký luân lý, giáo khoa sử ký, xin lỗi, sử ký về giáo khoa, tất cả những cái đó về sử ký nè, về sử nè, về tất cả những cái gì đó chúng ta truyền tải cho thế hệ này, mà không phải riêng một mình. Một mình làm, phải nhiều người trên thế giới xuống nhau làm chuyện đó. Cái công việc mà chúng ta chửi cộng sản đó để mà thỏa mãn cái giận của mình đó chỉ 20% thôi, để mà chúng ta xả hơi thôi. Và công việc chính đó là ở đây không phải là chúng ta tuyên truyền, công việc tuyên truyền là nói láo, công việc đó của cộng sản. Công việc chúng ta là nói lên sự thật, chỉnh lại những cái gì mà cộng sản soi bỏ, xóa bỏ, làm sai, không đúng về lịch sử. Cái đó là cái quan trọng nhất. Giáo dục nằm ở cái chỗ đó, giáo dục một con người phà vào tâm hồn người đó tấm lòng yêu nước, chứ đừng yêu đảng, đừng yêu tổng thống, đừng yêu ông vua, mà yêu tổ quốc. Còn ước mơ của chú lớn nhất từ xưa tới giờ đó là cũng ước mơ cuối cùng, là nước Việt Nam không còn đảng cộng sản. Tại vì hồi lúc mà chú đi qua Pháp đó, hồi đó đi bằng chiếc máy bay Caravan bay qua Thái Lan rồi bay đổi, lúc cất cánh máy bay đi ra hướng Cần Giờ đó, nhìn lại Sài Gòn thì trong lòng chú có thề một câu rằng: ngày nào còn cộng sản, ngày đó tôi không về, kể cả kiếp sau. Ok, chú xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú Quân. Đối với anh chị thì ngày hôm nay quý anh chị thấy chú Quân không về Việt Nam không phải là chú Quân không thương đất nước Việt Nam, quê hương của mình, mà làm sao không thương được. Chú Quân nhớ từng cái cây cỏ, nhớ từng cái con sông, nhớ con sông, hình như con sông Cẩm Giang hả chú Quân? Cẩm Giang phải Đó không? sông, nó sông Dầm Cỏ, gọi là Dầm Cỏ Đông, thì cái bến đò là bến đò Cẩm À, bến đò Cẩm Giang. Chú Quân rất là Giang. muốn một ngày nào đó chú Quân trở về bến đò Cẩm Giang để thăm lại cô lái đò của chú Quân. Đó là năm năm rồi quý vị, cho nên là quý anh chị làm sao không chúng ta thức tỉnh cho sớm không, chúng ta hiểu vấn đề cho nó. Nhưng thật ra chú về thăm lại quê hương thôi, chứ còn cô lấy đò thì mất rồi. Cô lấy đò hôm trước có cái tin cho biết mất rồi, Ông có lấy đò mất qua hả đời, chú mất rồi. Quân? Chú có đi tìm, có người quen đi tìm đó, cô đó tên, nhờ cái nhỏ cháu đó tên Phụng nó kiếm giùm thì mất rồi. Ok. Ồ, vậy là cô lấy đò mất rồi quý vị. Sau Đúng nhiều chục năm mà chú Quân rời đi, bây giờ chú rồi. Quân trở lại thì những người thân của mình đã không còn nữa. Bến đò thì còn, nhưng mà cô lấy đò thì không còn. Ok. Buồn quá hả chú Quân? À, thì thôi, đời người nó là như vậy, không có gì nha. Ok, Đó, giờ chú hết rồi phải không? Giờ chú đi làm đi nghe. quý vị thấy Rồi. chưa? Thấy ghét không? Dạ ok chú Quân. Ok.
Con cảm ơn chú Quân rất là nhiều đã dành thời gian với Cảm ơn thầy Dương nha, cảm ơn hết các cháu nha. Ok chú, dạ. bye bye. Khoan 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 khoan, chú Quân đừng 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 bay liền, chú Quân đừng bay, đừng bay. Ok. Ở đây có bạn TCS TV, Thùy Dương mời anh Quân lên diễn đàn một tuần 3-4 ngày được không? Đấy, đó, khán giả mời nha chú Quân, không phải là câu. Đó. Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý không? Quý vị chọn số 1. Khoan nha chú Quân, chú Quân phải nghe lời để chú Quân đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý đợi nha quý vị, đợi nghe chú Quân là mình phải lấy những ý, mình phải hỏi bà con, bà con có đồng ý không nè. Trời ơi, số 1 nó chạy quá trời luôn này chú Quân ơi, chết chú Quân quá trời luôn chú Quân. Thì mỗi lần chú Quân sắp xếp lên, tại chú Quân sợ, quý vị sợ như vậy nè, chú Quân lên nói những cái đề tài lịch sử của chú Quân nó nhiều quá, nó đâm ra nó nhàm, chú Quân sợ như vậy đó, sợ bà con không thích chú Quân, bà con không cưng chú Quân, bà con không yêu chú Quân nữa, cho nên chú Quân không ngại đó. Bà con lên, bà con yêu cầu quá trời luôn á, chú Quân cho số 1. Dạ. Yeah. Bây giờ vậy, có thể chú Quân một tuần lên 2 lần được nha. Biết sao? Tại vì mỗi lần lên đó phải cho chú Quân soạn trước nhất, thứ hai nữa đó. Trong một tiếng đồng hồ nói chuyện đó, chú Quân bắt buộc phải làm 3 điều sau đây. Những cái gì chứa trong tiềm thức, đưa khúc phim trong tiềm thức trở về ký ức, từ ký ức đưa lên hồi ức. Thì trong mình moi móc cái khúc phim dị dạng đó hoặc những tình hình xảy ra, bởi vì nếu cho chú Quân cầm giấy đọc đó, thì nó rất dễ vô cùng. Nhưng mà nếu đọc như vậy thì mình đâu còn nói chuyện nữa, ở đây là tâm sự mà, dĩ nhiên có cái cặp cái trúng, nhưng cái bắt buộc làm cho ký nhớ sống lại thì nó hơi mệt một chút là vậy thôi, chứ không có gì hết. Ok. Ừ. Rồi chú Quân dạ. Hứa từ là lên hay là từ đó lần như vậy quý vị điếm nha, quý vị một lần là khiếu nại nha. Ok, cảm ơn nhiều lắm. Rồi thôi dạ. Chú Quân chào cháu Thị Dương nha. Ok, chào tất dạ. cả hết nha. Ok. Cảm ơn rồi. Chú Quân nha. Xin chào và hẹn gặp lại chú. Cảm ơn nhiều lắm. Ok. Vậy. Cảm ơn chú Quân. Dạ. Ok quý vị, ngày hôm nay thì chú Quân chia sẻ một số cái vấn đề xã hội Việt Nam và tình hình Việt Nam trong tương lai, chúng ta dự đoán xem nó như thế nào. Và thật sự rồi quý anh chị, cũng gần 9 năm thì Dương không về Việt Nam, không phải là thì Dương không thương, không nhớ quê hương mình, rất là thương, rất là nhớ, nhớ từng cây cỏ, nhớ từng cái bông ổi, từng cái nhánh bần đó, nhớ con cua, nhớ con cá rô, nhớ con gà con, nhớ con vịt. Nhưng vì dân mình quá khổ và cái tiếng nói tự do thì không thể cất lên tại quê nhà, thì Dương phải chọn là nói từ phương xa, chứ không phải là mình không thương quê hương. Thương quê hương là một chuyện, mà đấu tranh chống bất công, mà những cái bất công đó là do cộng sản nó gây ra, thì mình phải ngồi phương xa, ngồi gần nó hung thì Dương hoài chết chịu gì nổi. Rồi cảm ơn quý vị nha, quý vị nhớ nhấn cho Thùy Dương cái like, và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.